em nghĩ tới tổng hợp không mẹ. Đây mình có làm món gà thuốc bắc nha các bạn, hầm với hai trái dừa, gà ngủ trong trái dừa các bạn. Đây gà mình mặn sẵn rồi, giờ chuẩn bị tiến hành. Nay có qua nhà bà chị hai bà làm sẵn, mình thấy mình quay luôn. Giờ chặt ra chế biến các bạn. Đầu này để nguyên mẹ rồi ha. Đây hai trái dừa, gà ngủ trong trái dừa. Này tính ra đúng có củ sen đó các bạn, sáng mình mua củ sen nó không có, mình tính cho gà ngủ trong củ sen mà giờ không có củ sen. Đây gà chặt xong rồi các bạn. Còn đây là thuốc bắc cũng mới rửa. Thuốc bắc này là nó có mấy mấy vậy chị hai? Kêu bằng gì? Hoài sơn với mấy trắng trắng này là cái. Cái này nó nè, có táo đỏ nè. Này táo đỏ với kêu bằng nhã quỳ rồi nha các bạn. Không biết hình như thuốc bắc có nhã quỳ với vị bạch tạng hay gì này kia, mình cũng không làm thuốc bắc nữa. Đó giờ chặt xong rồi chuẩn bị ớp các bạn. Hầm rồi có bỏ gì vô không? Thêm đường. Rồi. Thấy nó bữa hầm nó nấu gà hầm thuốc bắc cái. Dạ. Dạ chị hai mới chặt dừa các bạn. Về xong nó lo cho chị hai nổi tiếng. Không đâu quay bả mặc áo dây đâu quay bả được. Quay quay lại họ luôn á. Gà ngủ trong cái dừa. Trái đủ hả hai? Hai trái luôn hả? Vậy quá ngọt luôn. Để sáng đi chợ mà có củ sen, mua củ sen là ngon. Lượt nữa hả? Đó, này làm cũng có bài bản nha các bạn. Má kỹ cái ghe má đổ nước dừa vô, phải lấy rổ mà lượt nữa. Đó, đầy trái thứ hai các bạn. Món này để dành cho những người nào mà bị yếu, coi như vợ chồng nó không hạnh phúc, ăn vô cái hạnh phúc liền các bạn. Em nào bạn nào bị chồng bỏ chồng chê ăn vô cái này là chồng quay trở về liền á. Đó, hai trái các bạn, hai trái là như đây nước này, như đây là quá quá ngọt các bạn. Không muốn quay gì vậy? Ông múc quay đăng lên cả thế giới đều biết rồi, còn cũng biết rồi. Giờ chuẩn bị đi vô bếp các bạn. Đây có ánh sáng, cầu sáng lên mới được. Nó này tối mốt mua bốn đèn led. Rồi giờ nấu nước lên sôi trước ha hai, mới bỏ gà vô là vậy là xong quá hả? Giờ bắt nấu cho nó sôi các bạn, rồi xong bỏ gà đơn giản các bạn, nhưng mà nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Rồi bạn chờ đợi với mình trong giây lát chế biến nha các bạn. Bây giờ gà hầm cũng chín nha các bạn. Giờ là cũng chín rồi, giờ cũng tới giờ ăn cơm các bạn. Múc ra thử review cho thử coi cảm nhận món ăn này ăn bổ dưỡng như thế nào. Đây là có nồi mắm chân nữa các bạn, kèm theo nồi mắm chân. Rồi đây à, đã hoàn thành cái món các bạn.
Những miếng này ăn cũng ngon ngon mà. Ăn sực sực.